chào các bạn video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái công dụng tính năng liên quan tới máy câu những cái tính năng này thì cũng khá là đơn giản thôi chúng ta sử dụng máy câu một thời gian là chúng ta sẽ biết ở đây mình có một chiếc máy câu và đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm tới những cái bộ phận chính trên một chiếc máy câu đầu tiên nó sẽ là cái chân máy câu này cái bộ phận này thì sẽ giúp các bạn là gắn cái máy câu vào cần câu thì mình cũng đã có một cái video hướng dẫn là chúng ta sẽ gắn cái máy câu vào cần câu rồi thì các bạn có thể xem lại video đó thì đấy là công dụng của cái chân máy câu này. Cái bộ phận thứ hai là cái tay quay, này. tay quay này thì sẽ giúp chúng ta là cuộn cước vào. đấy các bạn có thể quay xuôi chiều hoặc ngược chiều như này để chúng ta cuộn cước hoặc là chúng ta nhả cước ra. Cái bộ phận thứ ba là cái khu vực uh, phía bên trên này để giúp chúng ta cuộn cước vào. đây là cái khu vực chúng ta sẽ cuộn cước và cái bộ phận thứ tư là cái khu vực quay này sẽ giúp chúng ta cuộn hoặc là nhả cước ra. nó cũng có tác dụng là chặn cước giúp chúng ta thì trên một chiếc máy câu này thì nó sẽ có thêm một số những cái bộ phận nhỏ khác sẽ giúp ích cho chúng ta trong quá trình chúng ta sử dụng thứ nhất là các bạn để ý trên cái tay quay của các bạn nó sẽ có một cái chốt ở cái khu vực này nó thường nó sẽ nằm ở cái đằng sau cái chỗ vòng cung này này đấy nó sẽ nằm ở đây thì chúng ta có thể là bóp cái chốt này vào này đấy và chúng ta gập được cái tay quay của chúng ta vào cho nó gọn như thế này đấy khi mà chúng ta muốn sử dụng thì chúng ta bẻ nó ra và chúng ta có thể sử dụng một cách bình thường Đấy là cái công dụng thứ nhất. Cái bộ phận thứ hai đó là cái chốt ở phía này nó nằm đối diện với lại cái chân của máy câu. Đây nó sẽ nằm ở chỗ này. Thì cái chốt này sẽ giúp các bạn là khóa một chiều. Bình thường cái chốt này nó nếu mà nó nằm ở phía bên phải như thế này thì các bạn có thể quay được cái tay quay này. Để chúng ta có thể là quay theo chiều xuôi hoặc quay theo chiều ngược như thế này đều được. Đó tuy nhiên rằng khi mà chúng ta gạt cái phần chốt này sang phía bên trái này như thế này. Đấy thì các bạn thấy là mình chỉ có thể quay xuôi chiều về phía trước, có nghĩa là chúng ta sẽ cuộn cước vào. Khi mà chúng ta quay như này là chúng ta sẽ cuộn cước vào trong cái vòng cước này. Còn chúng ta muốn quay ngược lại thì chúng ta không quay được. Đấy, mình có thể đẩy ngược lại đều không thể quay được. Bởi vì là nó đã khóa một chốt một chiều, có nghĩa là nó ngăn cái phần quay nhả cước ra. Thì chúng ta sẽ chốt cái này lại khi mà chúng ta có cá cắn câu và chúng ta muốn kéo cá lên thì chúng ta sẽ phải chốt lại cái phần nhả cước ra để tránh cho cá nó sẽ kéo đi và chúng ta chỉ lúc đó chúng ta chỉ có thể cuộn cước vào thôi. Đấy là cái tính năng thứ hai là cái chốt khóa này thì các bạn sử dụng cái phần chốt này linh động. Cái tiếp theo nữa là cái phần cuộn cước ở phía bên trên này, cái phần quay này thì các bạn có thể là bẻ được nó ra như thế này này. Đấy bẻ nó ra để chúng ta nhả cước ra cho nó được thoải mái. Bình thường nếu nếu chúng ta để như này mà các bạn quay ngược chiều ấy thì chúng ta vẫn có thể nhả cước ra được. Tuy nhiên rằng là nó có thể sẽ bị rối cước hoặc là nó nhả ra nó không được đều. Thì chúng ta có thể bẻ cái phần này ra này. Đấy để chúng ta khi mà chúng ta quăng cước ra thì nó sẽ được nhả ra nó thoải mái hơn. Đấy, thì cái này nó có tác dụng là chặn cước. Và khi chúng ta bẻ nó ra như này thì nó sẽ nhả cước ra. Còn nếu chúng ta muốn chặn cước lại thì chúng ta gập nó lại như này và một cái tính năng nữa đó là các bạn thấy là cái tay quay của mình ấy hiện tại là nó đang nằm bên phía tay trái như thế này bây giờ mà mình muốn đổi cái phần tay quay này sang phía bên phải thì mình làm như nào thì nó khá là đơn giản thôi các bạn thấy là phía đối diện với cái tay quay này nó sẽ có một cái chốt ở đây này đấy các bạn vặn cái chốt này ra chúng ta sẽ vặn ngược chiều kim đồng hồ để chúng ta tháo được cái chốt ốc nó là một cái ốc thôi thì chúng ta sẽ vặn ngược chiều kim đồng hồ để tháo nó ra Đấy các bạn tháo nó ra như thế này Và sau đó chúng ta cũng sẽ rút được cái tay quay của chúng ta này Đấy bây giờ chúng ta sẽ chuyển nó sang phía bên phải như thế này Đấy các bạn cắm nó vào trong cái lỗ ở đây này Như này đó Sau đó là chúng ta sẽ chốt lại cái chốt sang phía bên này thôi Đấy các bạn vặn theo xuôi chiều kim đồng hồ để chúng ta sẽ chốt chặt nó lại Đấy các bạn chốt chặt lại là xong như vậy là chúng ta đã đổi xong chiều của cái tay quay và lúc này chúng ta vẫn có thể sử dụng nó một cách bình thường đó thì đó là những cái tính năng cơ bản ở trên một chiếc máy câu mà chúng ta có thể cần phải biết để chúng ta sử dụng cái máy câu này nó hiệu quả hy vọng video đã giúp ích được cho các bạn chúc các bạn thành công